33 độ, độ ẩm tương đối 78-83%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày mai có lúc có mưa rào và dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ, độ ẩm tương đối 76-81%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật cấp 6, biển động nhẹ, có lúc động trong cơn dông. Tại Vũng Tàu, ngày 19 tháng 8 năm 2022, mực nước cao nhất 313cm xuất hiện lúc 6 giờ, thấp nhất 114cm xuất hiện lúc 0 giờ 50 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Độ ẩm tương đối 78-83%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày mai có lúc có mưa rào và dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ, độ ẩm tương đối 76-81%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật cấp 6, biển động nhẹ, có lúc động trong cơn dông. Tại Vũng Tàu, ngày 19 tháng 8 năm 2022, mực nước cao nhất 313cm xuất hiện lúc 6 giờ, thấp nhất 114cm xuất hiện lúc 0 giờ 50 phút.